cắn miếng đi. Ông ăn đi. Nhà này nhìn vô không biết ai đàn ông ai đàn bà nữa. Phụ nữ ngồi đọc báo, đàn ông cầm bánh đúc vậy nè. Có thấy thương sợ luôn. Con cháu nhà mình nay nó đi công tác hết rồi ha. Nên mấy nhỏ đi học hết rồi ha. Ừ, đi hết rồi. Ngay còn mỗi tôi với ông ở nhà thôi. Ngay hai chồng mình kiếm chuyện gì làm cho vui được không? Ông muốn làm gì? Giỡn giỡn á. Chạy vòng vòng chơi. Trốn tìm nhá. À, ra vườn. À, nhưng mà trước hết là ông uống nước đi đã. Uống. Nhưng càng lớn nhìn bà càng đẹp. Bố mẹ. Ồ, son à. Mẹ con San nó tới kìa. Con. Ôi, có cả bố cả mẹ ở nhà con. Mừng quá, con sợ mẹ đi chợ. Ăn gì chưa? Ăn bánh đi con. Bánh con đi á. Thôi chúc con ăn. Ừ. Nhiều thế, chút nữa con mang về nhà ăn một ít nhá. Đấy, cái con này đúng là con gái cái bòn. Cái gì muốn mang về nhà mình. Con bảo này. Cái gì cơ? Chuyện quan trọng lắm. Cái gì vậy? Không phải quan trọng đâu, mà là nghiêm trọng luôn đấy. Có gì vậy con? Con có bồ à? Không, trời ơi, con mà có bồ thì đã phước. Bố hay là trong. Bố đừng trong đi. Không phải, mẹ yên tâm. Chuyện là thế này, con vào đề luôn nhá. Làm được cho rồi. Bố mẹ hồi hộp, mất công con lại phải đưa đi cấp cứu. Hai đám dùng chỗ. Cái gì, bố nói cái gì? Đám hỏi đám cưới dùng lần. Của ai? Của con. Thôi, con bố đang trong, bảo là con không chồng. Thôi, bố con nhà này không có giỡn nữa. Có cái chuyện gì con nói đi. Cái hoa bạn con. Cái hoa. Cái hoa bạn con. Bố mẹ nhớ không? Cái hoa bạn con. Con dâu hụt của bố mẹ. Sao? Thì đấy. Sao? Nó mới về nước. Ủa, mới về à? Đúng rồi, nó mấy hôm nay nó liên lạc với con thì bọn con vẫn gặp nhau. Nhưng mà có một cái vấn đề là thế này, nó xin số điện thoại của anh Thánh. Không nó... được. Không được à? Không được cho. Sao không được cho? Không được cho, thằng... Con cứ cho thoải mái. Không. Bây giờ anh Thánh nó cũng đã có gia đình rồi. Đúng không? Nó yên bề gia thất rồi. Cô kia là cũng đi nước ngoài rồi. Bây giờ cô mới về. Bây giờ nhiều khi gặp lại nhau là tri kỷ là bạn bè. Đâu có gì đâu. Với hơn nữa đó là bố tin tưởng cái tánh của thằng Tánh. Bố mới đặt nó tên là Tánh. Cái tánh nó là chung thủy. Không bao giờ mà nó biết mà lẳng lơ hay là nó trai gái hay là nó. Ông đừng có tâng bốc con trai ông nhiều quá. Không phải tâng bốc mà tôi biết cái tánh nó như vậy. Con là phải giống bố rồi. Cái tánh nó đàng hoàng nghiêm chỉnh lắm. Con cứ cho số đi, hai đứa gặp nhau. Con thì con lo là lỡ mà cho số mà cái kiểu như là người yêu ngày xưa đấy liên lạc lại với nhau rồi gặp nhau thì tình cảm nó trỗi dậy rồi nhỡ có chuyện gì anh chị mà cãi nhau thì lỗi là tại con. Không được, người ta nói tình cũ không rủ cũng đến đấy. Cho nên đừng có cho điện thoại con ạ. Nhưng mà nó rủ mình đừng có đi. Đúng không? Ôi. Hơn nữa Tánh giờ nó cũng có vợ có con nó đề quê rồi, nó đàng hoàng rồi. Tôi biết. Người gặp nhau cũng đâu có sao đâu, cứ cho thoải mái, yên tâm đi. Tôi biết con ông là giống tính ông rồi. À. Nhưng mà hôm bữa ấy, bữa tôi nhắc lại cho ông nghe, ai ở trong kia hát Hạ A ơi Hạ A. Ôi bữa đó tôi chưa có lãng tai, nghe chưa? Không phải bữa đó tôi hát, tôi kể lại cho con cháu nghe cho nó vui thôi. Lớn tuổi rồi còn ghen bóng ghen gió. Không có ghen bóng ghen gió gì cả. Nhưng mà tôi nói cho ông nghe nhé. Nếu mà trong tâm của ông này mà không vướng vấn cái tên đấy nữa, không vướng vấn cái bà đấy nữa thì làm sao mà ông nhắc đến cái tên ở cái nhà này. Mà tôi cấm ông nhá, lần này lần cuối cùng. Ông nghe chưa? Không được nhắc cái tên Hạ ở cái nhà này. Nãy giờ mình bà nói không à? Bà nhắc nãy giờ 3 lần luôn. Hạ, Hạ, Hạ. Thôi, hôm nay con qua đây là con nói chuyện của anh Tánh. Mà tự nhiên từ suốt từ nãy giờ con toàn nghe bố mẹ nói chuyện bố mẹ. Tánh vậy á, ghen hoài tối ngày ghen bóng. Nhưng mà bố cũng nên hạ màn cái chữ Hạ đấy đi là được rồi. Mẹ còn Hạ nữa. Không nhắc đến nữa mà mẹ đã nói rồi. Vâng, con không nhắc nữa. Nấu mùa hè được không? Mùa hè. Bố cứ chọc cho mẹ điên lên rồi lại cãi nhau. Cấm mông. Cấm. Không có hè với Hạ gì cả. Sốt ruột. Thế bây giờ làm sao cho con ý kiến đi. Mà bố mẹ này, cái chuyện này con lỡ nói với bố mẹ nghe rồi. Bố mẹ đừng có mà cho chị Hồng biết nhá. Chị Hồng mà nghe một cái thông tin mong manh người yêu cũ muốn gặp lại anh Tánh thì khổ lắm. Chị Hồng tuy là nhìn bề ngoài mạnh mẽ thế thôi, nhưng mà bên trong thì vẫn là một người phụ nữ yếu đuối. Đúng rồi. Nhá. Đúng rồi đấy con. Ông nhớ chưa? Đừng có bếp xếp gì với anh Tánh nghe chưa? Không ai cho số của bố được không? Nếu mà cho số của bố thì hỏi ý kiến của mẹ. Số bố này. Số của bố này.
tới từng tuổi này tôi được hưởng phước, cứ tưởng chừng như vậy là sống êm ấm với gia đình. Bây giờ tự nhiên tôi lo lắng quá, nếu mà nó làm chuyện này một cái giống như là mối tro trét đấu trong gia đình này. Tôi thì có hơn gì ông đâu. Khổ ghê, đi nước ngoài đi luôn đi. Về. Chào bố, chào mẹ. Con đói bụng không, để kêu mẹ con dọn cơm. Để mẹ dọn cơm cho con ăn. Tắm cho mát mẹ cái rồi cơm. Đứng lại. Ăn cơm đã rồi tắm. Dạ vâng con. Đứng yên. Giữ nguyên hiện trường đó. Ôi giời. Gì bố? Ôi giời. Trời sốt. Bố làm gì? Mặt hình sự rồi giống như đang đóng phim hình sự nhỉ? Có thấy mặt bố nghiêm túc không? Dạ không hề. Rất buồn cười đúng không mẹ nhỉ? Vui. Mặt bố. Đứng đi. Dạ. Nếu mà con nửa lời gian dối, con sẽ chịu tội trước pháp luật. Ôi giời. Ông ơi. Việc gia đình nhà ông. Bố. Tôi đang hỏi con tôi. Bây giờ nghe bố hỏi. Vâng. Ngày hôm nay con đi đâu? Dạ thì con vẫn đi làm bình thường á. Vậy bố hỏi cậu khác. Hôm nay con đi làm. Vâng. Con ăn với ai? Con uống với ai? Con có gặp ai? Con có đi chơi với ai không? Nhất là người nước ngoài. Dạ bố gì? Bố làm một chàng thế không làm sao có trả lời được cho bố nhỉ? Đúng không? Thì thế mẹ có tham gia đóng phim với bố à? Ui giời. Trời, bố mẹ làm gì vậy? Cái mùi này nãy cái hết rồi. Cái mùi này hơi chua chua không ạ? Giống như mùi kiệu người ta phơi thuốc tớ. Dạ, con đi làm cả ngày, lên tắm cái cho nó mát mẹ. Sao mỗi bữa không có mùi chua, hôm nay có mùi chua? À. Cái mùi này đâu xuất phát? Con vẫn xài bình thường như mọi ngày mà bố. Tại sao hôm nay có mùi chua? Ôi giời, thì... phải dầu thơm nước ngoài có mùi chua không? Ôi giời, thì con làm từ sáng tới giờ bao nhiêu việc căng thẳng mồ hôi đổ nhiều thì chua chứ, thì con đi bảo đi tắm mà bố mẹ không cho. Nhưng mà cái mùi này hôm nay nó khác với mọi khi. Ông người nước ngoài mới cho phải không? Đúng không? Ôi giời, bố mẹ nói cái gì cũng chả hiểu cái gì cả. Thôi con lên con tắm đi nhá. Đứng lại. Nếu con muốn đi tắm, con phải tắm chung với bố. Ôi giời, gì thế bố? Nhiều khi nó phi tan cái mùi sao? Ôi giời, đi tắm chung với bố. Ôi giời, trời ơi, trời bố. Hồi nhỏ con tắm chung với bố, chung bố tắm cho con được mà. Trời ơi, trời bao nhiêu lắm lúc đó. Thôi, con tắm ông, đi ông, bố. Ông, tên. Thôi, để cho lên nó tắm. Tôi hù nó cho nó sợ thôi. Chứ nó tắm chung tôi mắc cỡ, tắm đâu được. Nó mà tắm chung với ông á. Bà thấy thì sao? Tôi thấy nó cũng bình thường đó bà. À, tôi cũng thấy bình thường. Để tôi gọi điện thoại báo cáo tình hình với con Xoan nhé. Đúng rồi. Này nghe nó tắm sao nó xối nước nhiều quá vậy ta. Đây, để tôi nghe tôi luôn. Đây, tôi nói chứ. Alo, alo, đại bàng gọi chim cúc, đại bàng gọi chim cúc. Chim cúc nghe rõ trả lời. Đại bàng xin báo cáo. Anh Thánh con và người đó chưa gặp nhau. Sau một hồi uống lượn vòng quanh điều tra hỏi han cũng không có kết quả gì hết. Để bàn over. Ôi trời ơi, ông nói cái gì mà dài dòng văn tự thế? Để tôi nói. Alo Xoan này, mẹ đây. Bố với mẹ khẳng định là anh Thánh con chưa gặp cái Hoa. À, đúng rồi. Đưa đây tôi nói. Alo Xoan. Ôi trời ơi. Hết tiền rồi. Ông ơi, cái tội của ông đấy. Nói cái gì cũng nói nhiều. Hết cả tiền của máy tôi rồi đây này. Nãy tôi đòi tắm chung nó không cho. Tôi nghi ngờ nó. Để tôi định nha. Nhớ cành tôi nha. Sao rồi ông? Ông ơi. Ông. Sao rồi? Có bằng chứng gì không? Tôi chưa tới nơi. Hỏng bà đây bà la rồi. Nó nghe làm sao? Im lặng để tôi lên. Ông. Thôi, nó tới luôn rồi. Bố,
Nay có việc gì mà con nghe thấy bố nói đãi rượu đại bàng với lại cút chim bơ à? Con từ trước giờ không thích chim cút. Không có. Bố, bố điện thoại cho cái Xoan. Ồ, có việc gì hả bố? Bố nghe điện thoại cho cái Xoan là bố mẹ đang bàn là lo cho cái Xoan có tấm chồng đó. Ôi sự bố mẹ khéo lo nha. Nó lớn tuổi rồi không lo sao được. Sao không lo? Cái Xoan đã có người rồi. Có người rồi? Vâng. Ai? Long Trinh. Long Trinh. Long Trinh. Cái thằng này là thằng Quân nó có nói với tôi rồi. Thằng Long Trinh nó chỉ thương nó lo cho có cái Xoan thôi. Nhưng mà cái Xoan cứng lòng lắm, không có chịu. Ôi giời bố ơi, cái việc của bọn chúng tự lo. Cái Xoan đã lớn rồi. Với lại tất cả mọi việc từ trước tới giờ Long Trinh đều lo cho hai mẹ con cái Xoan tốt lắm. Đó thì bố cũng đã nói với con rồi, lo thì lo, thương thì thương. Đó là Long Trinh nó thương cái Xoan thôi. Còn cái Xoan nó không chịu rồi sao? Bố, điều quan trọng là Long Trinh với lại cái Xoan là mối tình đầu của nhau. Ông, mối tình đầu, tình cũ không rủ cũng tới. Nhưng mà sao thế nhỉ? Nè, anh Nguyễn ơi, nay sao vậy? Có chuyện gì khó ở vậy? Chuyện gì? Kêu tôi ra uống cà phê mà sao anh mưa nắng thất thường tôi chịu không nổi á? Tôi có chuyện lớn lắm. Đúng là trời cao có mắt. Cuộc sống vẫn cứ hay xoay vòng, vì đôi khi khó khăn cứ xảy ra không ngừng. Mẹ cha vẫn quan tâm nhiều thứ, những đứa con mình thương yêu nay mai sẽ thế nào? Đâu đó vẫn lo toan bộn bề, mọi việc không dễ đâu, vẫn biết bao công chuyện.